triển khai chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đề án tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022. Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Chất lượng Cao triển khai hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên thông qua ứng dụng chuyển đổi số IHR. Ứng dụng số IHR là nền tảng công nghệ do Công ty Chất lượng Cao phát triển, vận hành trên hệ thống điều hành iOS và Android. Đây là ứng dụng công nghệ số giúp kết nối trực tiếp ba nhóm đối tượng là người lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Nền tảng công nghệ sử dụng để xây dựng ứng dụng số IHR là QR code, hệ thống mã hóa định danh cá nhân, số hóa thông tin hồ sơ lao động, loại bỏ hoàn toàn hồ sơ xin việc bằng giấy, có tính bảo mật và tiết kiệm chi phí, big data, cơ sở dữ liệu lớn, lưu trữ hàng triệu hồ sơ lao động, thông tin hàng ngàn doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, AI, trí tuệ nhân tạo, tự động phân tích khả năng lao động của người lao động, đánh giá điểm năng lực lao động dựa trên 3 yếu tố sức khỏe, kỷ luật, chuyên môn, tự động tư vấn việc làm cho người lao động, tự động tư vấn nguồn nhân lực lao động cho nhà tuyển dụng. Việc phối hợp triển khai ứng dụng IHR trong công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên có thể coi là một giải pháp đột phá, góp phần đa dạng hóa hình thức và nâng cao hiệu quả tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, phù hợp với chủ trương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay.